Real Madrid đã chính thức là nhà vô địch Tây Ban Nha kể từ sau khi đại kình địch Barcelona để cho Girona đánh bại cách đây ít hôm. Đó cũng là điểm chấm dứt mọi nỗ lực của Blaugrana nhằm khiến ngày lên ngôi của thầy trò Carlo Ancelotti phải kéo dài thêm. Trong ngày vừa rồi thì họ đã chính thức thực hiện lễ ăn mừng tại quảng trường CBS cùng với hàng vạn người hâm mộ tập trung hòa nhịp ở địa điểm truyền thống này. Tại đây thì huấn luyện viên Carlo Ancelotti đã khởi đầu bằng một điệp khúc của bài quốc ca câu lạc bộ. Còn sau đó là chủ tịch Perez, là đội trưởng Nacho Fernandez, tiền vệ Toni Kroos lên phát biểu trước đám đông về chiến tích vừa qua trong sự hân hoan tột cùng. Còn nhân vật bìa đĩa của đội bóng này thu hút nhiều ánh nhìn truyền thông nhất thì đó đích thị phải là Jude Bellingham, cựu sao của Borussia Dortmund, cũng đã có đôi điều. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì sự ủng hộ của các bạn trong mùa giải năm nay. Thêm một trận đấu tuyệt vời nữa tại Wembley nhé. Hãy tiến lên để giành chiến thắng, Hala Madrid. Điều đặc biệt là tất cả đều được thể hiện bằng tiếng Tây Ban Nha, khiến cho những fan hâm mộ bên dưới hiển nhiên là càng yêu mến anh nhiều hơn nữa. Jude chính là bản hợp đồng đắt giá nhất, là món quà bất ngờ nhất của ban lãnh đạo đội bóng dành cho người hâm mộ, theo dõi từng bước chân trở lại của kiền kiến trắng. Tân binh 20 tuổi chuyển đến từ Borussia Dortmund cũng chính là một sự kết nối rất đặc biệt trong trận chung kết sẽ diễn ra tại Wembley vào cuối mùa giải. Anh là một cầu thủ người Anh trở về quê nhà thi đấu. Anh đối mặt với đội bóng cũ ngay trong cuộc chiến để hướng về tấm huy chương. The BVB chính là đội bóng đã tạo nên những hành trình khởi điểm hoàn mỹ để từng bước trở thành một ngôi sao hàng đầu của Bellingham. Đội bóng này thì luôn mạnh ở khả năng đào tạo, đưa những viên ngọc thô trở thành tên tuổi được săn đón nhiều nhất. Với riêng Jude Bellingham, đây sẽ là lần đầu tiên anh đón chào sự trở lại đội bóng cũ, nhưng lại ở một màn thư hùng diễn ra ngay tại chung kết. Vì thế nên anh đã nói như sau với TNT Sports về cảm xúc của mình. Tại Wembley, trước Dortmund, đó là một điều kỳ lạ. Tôi không thể tin được, tôi rất mong chờ nó, bầu không khí trận đấu. Khi được hỏi liệu anh ấy có thích một đối thủ khác không, anh ấy nói: tôi nghĩ tại thời điểm này của giải đấu, bất cứ ai vẫn còn trong đó hoặc bất kỳ ai lọt vào trận chung kết đều xứng đáng có mặt ở đó. Vì vậy, để cố lựa chọn sẽ không công bằng. Chúng tôi có mặt ở đây vì chúng tôi xứng đáng. Họ đã đến đó vì họ xứng đáng. Đó là tất cả những gì trận chung kết hướng tới và hy vọng đây sẽ là một trận đấu tuyệt vời. Những thông tin trước thềm trận chung kết này cũng là khá thú vị rằng Real Madrid đã vào đến 17 trận chung kết C1 trước đó. Lần xa nhất là từ mùa giải 55-56, còn lần gần nhất thì cũng mới chỉ cách đây 2 năm mà thôi. Real Madrid kể từ mùa 80-81 cho đến nay chưa từng biết thua trong một cuộc chiến tiến đến ngai vàng là gì. Họ thắng tới 14 lần và chỉ để thua 3 vào các năm 61-62, 63-64, 65-66. Giai đoạn thập niên 60 có điều gì đó khá đen đủi đối với Los Blancos, còn từ tỷ số, thế trận cho đến kết quả, những đối thủ đã từng góp mặt trong trận đấu cuối cùng với Real Madrid thường không phải là đối thủ khó nhằn với họ. Borussia Dortmund đã từng có 2 lần vào chung kết một kỳ C1 trước đó với mùa giải 96-97 và 12-13. Trong đó thì họ đã giành chức vô địch trước Juventus trong lần đầu tiên ở thế kỷ trước. Còn khi chạm mặt đội bóng cùng quốc gia dưới nhiệm kỳ của Jürgen Klopp, thật tiếc là đã chẳng có điều gì bất ngờ xảy ra sau cùng khi hùng xám tỏ ra bản lĩnh hơn. So một chiếc cúp, 2 lần vào chung kết của The BVB với những con số lần lượt là 14 và 17 của đối thủ phía bên kia, quả thực là người khổng lồ cùng với gã tí hon. Bỏ ngoài tai khía cạnh thể thao truyền thống thì chính thương vụ Jude Bellingham sẽ khiến Borussia Dortmund chẳng biết là có thực sự giành chiến thắng sẽ đem về lợi thế không nữa. Trong bản hợp đồng của cậu bé của mùa hè năm ngoái thì 100 triệu bảng bao gồm những khoản thưởng có điều kiện lên đến 27,5 triệu bảng. Nếu như Jude Bellingham có được danh hiệu Champions League, Dortmund sẽ có thêm 4,3 triệu bảng từ kiền kiến trắng. Nếu như cầu thủ người Anh xuất hiện trong đội hình tiêu biểu của Champions League, một điều gần như chắc chắn thì The BVB sẽ có thêm 1,7 triệu bảng nữa. Ngoài ra thì một đội thua trong trận chung kết đã kiếm được 12,9 triệu bảng rồi. Cộng với hàng loạt những khoản thưởng khác vừa liệt kê, Dortmund sẽ đút túi 19,3 triệu bảng theo như tính toán của TalkSport. Còn nếu họ giành chức vô địch, khoản tiền cố định sẽ là 17,2 triệu bảng, tức là có sự chênh lệch chút ít. Dù biết chiếc cúp quan trọng hơn là chỉ yếu tố tiền tài, nhưng từng đó cũng có thể thấy viễn cảnh ba lãnh đạo đội bóng nước Đức cầm tiền lau nước mắt là cũng có trong trường hợp bất khả kháng. Về sức mạnh của hai đội bóng này, vòng đấu gần nhất đã cho thấy những kết quả rất trái ngược. Real Madrid trong một ngày mà đội hình chính gần như đi nghỉ mát hết đã được đón chào từ Granada với tư cách nhà vô địch cùng với một chiến thắng 4-0 ngay trước lễ ăn mừng chức vô địch vài chục giờ. Bảng tỷ số có sự xuất hiện của Brahim Diaz, Arda Güler và Fran Garcia. Riêng Diaz có được hẳn một cú đúp rất đáng chú ý. Điểm trừ chỉ đến ở vị trí của Joselu, cầu thủ vừa tỏa sáng trở thành đấng cứu thế của đội nhà trong trận bán kết lượt về khi đã bỏ lỡ nhiều cơ hội nguy hiểm.
Nhìn chung thì đây là cuộc chiến có thể nhận thấy đẳng cấp chênh lệch của một đội vừa đạt chức vô địch, dù có những cái tên xoay tua so với Granada đã chính thức xuống hạng sau ngày thi đấu đó. Còn chuyển sang đầu cầu Dortmund, Mainz 05 có thể xem là một đối thủ mà đại diện vùng Ruhr căm thù nhất từ trận đấu cuối cùng của mùa giải trước cho đến nay. Chính họ là chướng ngại đã khiến cho The VVB không thể lên ngôi vô địch, cũng cầm hòa luôn đội bóng này ngày thi đấu vào tháng 12 năm ngoái. Trong lần tái ngộ, tưởng như ứng viên cho ngôi vô địch Champions League sẽ sử dụng lợi thế tinh thần của mình để áp đảo cuộc chơi, thì mọi thứ lại lộn ngược 180 độ. Tỷ số 0-3 xuất hiện với muôn vàn những điểm chạm bóng trò đùa của nửa vàng đen. 23 phút đầu tiên và trận đấu đã được đóng hòm, cùng với đó là bởi có nhiều sự thay đổi trong dàn nhân sự ra sân, thầy trò Edin Terzic đã chẳng thể có được dù chỉ là một bàn thắng danh dự. Họ chắc chắn không nằm trong top 4 mùa giải năm nay với 4 điểm ít hơn RB Leipzig dù chỉ còn một vòng đấu nữa. Theo lẽ thường thì The BVB sẽ bị ép phải vô địch C1 để có được một suất dự cúp xịn mùa sau. Nhưng với việc Đức và Italia có thêm một suất chính thức từ UEFA khi mùa giải 24-25 sẽ tính điểm tích lũy, thật may là thất bại này không trở thành thảm họa. Tuy nhiên, bởi đây là màn trình diễn của những đội hình 2 trước những đối thủ vừa tầm trong giai đoạn mà độ ổn định cần được cho thấy, Real Madrid với cả những gương mặt hiếm khi nào có tên trong đội hình xuất phát như Diaz, Guller hay Garcia vẫn là những cầu thủ có thể tạo đột biến nếu trận chung kết diễn ra trong ngày mai. Điều tương tự rất khó xảy ra với Borussia Dortmund. Họ xét về chất lượng nhân sự thì cũng khó so với ai ở vòng tứ kết được. Chiều sâu đội hình cũng là vấn đề sau trận đấu có nhiều những sự thay đổi để xoay tua. Trước trận đấu với Alaves, thầy trò Carlo Ancelotti đang có chuỗi 22 trận bất bại liên tiếp trên mọi đấu trường, cùng với chuỗi 3 chiến thắng. Với những đối thủ còn lại như Villarreal hay Betis, cơ hội để hướng đến trọn vẹn những chiến thắng tiếp theo từ thầy An và các học trò là điều hoàn toàn nằm trong tầm tay. Thứ DNA Champions League của đội bóng Hoàng gia đã được thể hiện trong những thời khắc quan trọng nhất. Cứ đến hẹn lại lên, nó như một thứ sức mạnh mà đối thủ dù có chuẩn bị kỹ càng tới đâu cũng khó lòng mà ngờ tới nhất. Cũng rất đáng khen cho hành trình của sắc vàng đen nước Đức khi từ một tập thể bị đánh giá là có thể bị bật bãi ngay từ vòng bảng, họ đã trở thành một trong hai đại diện cuối cùng còn sót lại trước ngày định mệnh. Nhưng với những điểm chẳng lành đã và có thể sẽ tiếp tục xuất hiện, bước chạy đà của thầy Ancelotti cùng với các học trò càng mượt mà, càng có thể khiến cho cú El Decimo Quinto gần hơn với hiện thực. Màn ăn mừng trước vô địch La Liga lần thứ 36 sẽ tạo nên thêm sự gắn kết, quyết tâm của những cá nhân, sự tưng bừng của những người hâm mộ theo dõi. Real Madrid đã sẵn sàng cho chiến tích của thế kỷ rồi.